trung tâm đào tạo nghề thành phố Nam Đô. Alo, an ninh. Xe mẹ gặp chút vấn đề, có thể mẹ sẽ về muộn. Cô ăn cơm chưa? Làm bài tập xong chưa? Cho hỏi có ai biết sửa xe không? Thưa cô, em biết lái xe. Thưa cô, em có thể thử. Em tên Ngô. Ngô gì nhỉ? Ngô Gia. Ngô Gia. Không biết xe này làm sao mà không nổ máy được. Được. Alo mẹ, sao vậy? Mạng mạng, con nghị lục hành tri sao rồi? Vẫn vậy thôi. Mẹ bàn với bố con rồi, hai đứa tái hôn đi. Tái hôn ư? Chẳng phải mẹ chưa từng thích anh ấy sao? Sao vậy? Phản bội lập trường của mình rồi à? Mẹ giới thiệu người khác cho con chẳng thèm gặp mặt, còn ảnh hưởng tình cảm mẹ con ta. Vậy thì đừng giới thiệu, đừng đụng vào chủ đề cấm kỵ. Khi ấy các con ly hôn, chẳng phải gì Ninh Ninh sao? Bây giờ Ninh Ninh lớn rồi, không còn vấn đề nữa. Bây giờ các con tái hôn, nhân lúc chưa lớn tuổi sinh thêm đứa nữa, con cái cũng là chủ đề cấm kỵ. Mẹ và bố con rất mong mỏi. Đừng mong mỏi nữa. Bọn con không tái hôn là do ngại mẹ đấy. Bọn con thế này rất tốt, còn tốt hơn ở cùng nhau. Quan hệ của các con bây giờ không lành mạnh. Mẹ đừng nói nữa. Còn nói nữa là khỏi cứu giãn quan hệ mẹ con luôn. Cô Dương, chắc là ắc quy hết điện rồi. Vừa hay gần đây có một tiệm sửa xe, em chạy đi gọi người ở tiệm sửa xe đến sạc cho cô. Không cần, không cần đâu. Không cần làm phiền em đâu. Tôi bắt xe về nhà được rồi. Cảm ơn em. Cô Dương, em có thể mời cô bữa cơm không? Ngô Gia, em bao nhiêu tuổi rồi? 23 ạ. 23. Em cùng lưới con gái tôi. Em mời các cô gái đi ăn cơm đi. Em không có ý này cô Dương. Gốc tiếng Anh của em kém quá, em muốn nhờ cô phụ đạo cho em. Em trả tiền. Gì nhỉ? Không cần trả tiền, cũng không cần mời tôi ăn cơm. Tôi sẽ phụ đạo cho em. Được chưa? Cảm ơn nhé. Cảm ơn cô Dương. Xem lại đến đây. Em không thể đến à? Em đến bảo anh chuẩn bị bài cho em. Hôm nay thứ mấy? Thứ mấy? Anh nói xem. Xin lỗi, bận quá, anh quên mất. Viết gì vậy? Không ôn bài mấy tuần rồi. Sao anh chẳng chủ động gì vậy hả? Có phải anh chuẩn bị bài cho người khác không? Nói bậy. Vậy hôm nay có rảnh không? Đợi một lát, anh sắp phải gọi một cuộc điện thoại công việc. Xem nào. Còn tầm 10 phút. Tầm 10 phút ư? Còn chưa mở sách. Chuẩn bị bài gì chứ? Lừa bịp. Để lần sau đi. Em giặt quần áo cho anh đã. Ghi sổ nhé. Lần sau chuẩn bị hai bài. Được.